bao tử. Thì rau bao tử thì nên ăn gì và kiêng nên ăn gì. Thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại thực phẩm mà người đau bao tử nên ăn và một số loại thực phẩm mà người đau bao tử tuyệt đối tránh. Thì điều trị bệnh đau bao tử thì ngoài dùng thuốc tây y thì hiện nay nhiều người còn đang dùng thuốc nam, thuốc đông y hay là thuốc bắc cũng rất nhiều. Và đương nhiên dùng thuốc tây y thì lâu dài nó sẽ không tốt cho sức khỏe chúng ta. Do đó nhiều người lựa chọn phương pháp chữa bằng từ các cây thuốc và chữa bằng qua khẩu phần ăn uống. Đặc biệt khẩu phần ăn uống thì cũng những yếu tố quyết định đến sự thuyên giảm hoặc là lành bệnh của người đau bao tử rất nhiều. Thì mục tiêu của quá trình điều trị bệnh đau bao tử là nhằm mục tiêu là giảm tiết dịch vị và axit trong thành dạ dày. Do đó những thực phẩm dưới đây khi các bạn ăn sẽ giảm tiết dịch vị và axit trong thành dạ dày rất nhiều. Thứ nhất là cơm. Cơm thì đối với những người bị đau bao tử thì các bạn nên nấu cơm mềm một xíu. Và đặc biệt nếu có gạo nếp thì các bạn nấu gạo nếp ăn. Gạo nếp nấu giống như xôi đó các bạn, nó dẻo đấy. Thì những người đau bao tử ăn cái này rất tốt, đặc biệt là ăn buổi sáng sớm. Thứ hai là các loại bánh có thành phần từ lúa mì hay là lúa mạch. Thứ ba là nhóm thịt cá biển đó các bạn, trứng, sữa chua. Đây là những thực phẩm rất tốt, rất có lợi cho những người bị đau bao tử vì nó làm giảm tiết dịch vị, axit dịch vị. Và rau cỏ thì những loại rau có lợi cho người đau bao tử đó là rau thì là, rau bắp cải, gừng và đu đủ chín. Việc đu đủ chín như chuối, gừng là những loại thực phẩm rất tốt cho người bị đau bao tử. Còn những bệnh nhân đau bao tử thì nên kiêng ăn gì? Thứ nhất đó là những đồ ăn làm tăng tiết dịch vị axit, đó là thức ăn chua, ví dụ như chanh, cam, bưởi, khế, gặp những loại trái cây chua đó các bạn. Những người đau bao tử nên giảm ăn những loại trái cây này. Và thứ hai, những loại thức ăn có trái cây rồi cây nóng, ví dụ như ớt, tiêu hay là tỏi. Thì những người bị bệnh đau bao tử nặng thì nên kiêng những loại thực phẩm này. Và thứ ba là nhóm thực phẩm có ga, cồn, ví dụ như bia, rượu hay là các loại thực phẩm màu khác, đặc biệt là những thực phẩm màu nước ngọt hiện tại trên thị trường. Thì những người đau bao tử tốt nhất nên tránh nó đi. Trên đây là một số loại thực phẩm mà người đau bao tử nên ăn và nên kiêng. Còn nếu bệnh nhân bị đau bao tử mà muốn chữa bệnh thì nên dùng loại những cây thuốc nào? Thì nếu là đau bao tử, chữa với đau bao tử hay là loét dạ dày thì người ta nghĩ ngay đến mật ong và nghệ. Đây là bài thuốc rất dễ kiếm và dễ tìm, đặc biệt cũng rất rẻ và dân gian ta thường dùng. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cây thuốc mà nó chữa bệnh đau bao tử trong đồng bào chúng ta. Ví dụ như cây dạ cẩm đấy các bạn, đây là các tỉnh miền núi phía Bắc đấy. Mới nhìn sơ qua thì nó từ từ cái lá nó giống như cây hút thuốc dồi, nhưng mà thật ra nó không phải, lá nó đậm hơn và hoa của nó cũng khác so với cây thuốc dồi. Và chi tiết cây dạ cẩm thì mình sẽ trình bày trong một video khác, các bạn nhớ chú ý để xem. Thứ hai đó là cây lá khôi nhung tía đấy các bạn. Khoai nhung tía thì trước đây mình có làm một video nhận dạng về cây này. Cây lá khoai nhung tía thì hôm nay là một cây thuốc rất quý và được nhân giống rất nhiều trong các vườn dược liệu trong nước ta. Đặc biệt hiện tại thì các nhà thuốc rất cần sản phẩm từ cây này rất nhiều. Thứ ba đó là bài thuốc từ chè, cây chè dây đó các bạn. Đây là một bài thuốc từ phía Tây Bắc và cũng thường dùng để điều trị các bệnh về dạ dày và bao tử. Trên đây là một số cái thuốc cơ bản là dễ kiếm ở cái vùng núi để điều trị bệnh dạ dày. Thì ngồi ra điều trị bệnh dạ dày thì còn có rất nhiều cái thuốc khác để điều trị bệnh, các bạn có thể tìm hiểu thêm tùy theo vùng miền mà các bạn có thể có những cây thuốc dễ tìm. Chúc các bạn có sức khỏe tốt.